chỉ là thành phố có cảnh quan làm say lòng du khách, mà thành phố này còn là biểu tượng của sự kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Những ngày nắng hồng rực rỡ cờ hoa, chúng ta bồi hồi nhớ đến 101 ngày đêm của mặt trận 23 tháng 10, khi dân và quân Nha Trang cầm chân giặc Pháp. Nhớ đến hình ảnh thất thương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi ông đến đây thị sát, chỉ đạo mặt trận. Càng tự hào biết bao khi đọc lại thư khen của Bác, người viết: Chính phủ Dân chủ Cộng hòa Việt Nam rất khen ngợi các chiến sĩ ở mặt trận miền Nam, đặc biệt là chiến sĩ ở Nha Trang và ở Trà Vinh, đã làm gương anh dũng cho toàn quốc. Tổ quốc biết ơn các bạn, toàn thể đồng bào noi gương các bạn. Ngày 2 tháng 4, Nha Trang, Khánh Hòa được giải phóng, và nguyện ước bao đời của người dân đã thành sự thật khi đại tướng Việt Nam hoàn toàn giải phóng. Ta đi trong một ánh sao vàng, rừng cho tung bay rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi, một ngày vui giải phóng. Ta như bàn tiếng Bác Hồ dậy từ non sông, rào rực rỡ hôm nay Bác vui về hồ toàn dân. Thành đồng sai. Đó là không có nhắc các bạn bên học viện Hải quân và chúng ta mặc trồng đồ. Bây giờ chúng ta sẽ làm lại chương trình này nha. Đề nghị các bộ phận chúng ta vô chuẩn bị, chúng ta sẽ chạy lại chương trình này có trang phục đạo cụ và sẽ nhắc nhở như thế này. Đề nghị 8 cái bạn mà đẩy cái biểu tượng á, các bạn trồng cái quần xanh áo đỏ vô giùm anh, để các bạn khi mà lột bộ đồ ra các bạn có thể đẩy biểu tượng và các bạn xử lý được cái tác phẩm Đất nước trọn niềm vui. Cái thứ hai nữa, cho xin hỏi cái Đại học Khánh Hòa, cái lực lượng nữ đã nhận trang phục cho tác phẩm này chưa ạ? Rồi, một lát các bạn thay cho anh nhé. Các bạn quên mang ạ. Cử đại diện lên gặp anh đi ạ. Ai tìm cho cái tấm nữ này cho anh gặp anh xíu ạ. Trang phục Đất nước trọn niềm vui là cái trang phục vừa rồi nha, các bạn đã nhận chưa ạ? Áo dài. Đúng rồi, cho nên cứ ngày mai dạy là banh nè. Cho nên phải hỏi các bạn lại. Cái tác phẩm vừa rồi các bạn cầm hoa và các bạn sẽ mặc áo dài nha. Bây giờ các bạn có đồ áo dài chưa ạ? Có thì một lát phải thay nhá. Không thôi là chúng ta quần nhau tới 1 giờ sáng. Anh đã cầm micro là phải 1 giờ sáng mới xong. Rồi mời các bộ phận, chúng ta vô vị trí và làm lại từ đầu cái chương này cho tôi.
all day, every day. Rồi đại diện học viện Hải quân đây ạ. Các anh chị nào thắc mắc gì về trang phục không ạ? Ra gặp anh Quân muốn giải quyết luôn cho. Đúng rồi, em mặc tròn vô vậy, sau đó múa cái chèo xong vô lục hồ ra, đúng không? Sau đó các bạn về biểu tượng nha, phải nhịp nhàng như vậy chứ không thôi là như hồi nãy là sai. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều, vừa rồi rất là tốt và cái tổng thể rất là tốt. Rất là mong là đề nghị chúng ta phải phát huy và sau đây chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Các bạn có 5 phút để chuẩn bị và trong bằng mọi giá trong đêm nay chúng ta phải chạy được cái chương trình này. Tại vì chiều ngày mai đúng 16 giờ là chúng ta sẽ báo cáo chương trình lần thứ nhất với ban tổ chức. Rất là mong các bạn ủng hộ cái việc này để cho cái kế hoạch chúng ta đảm bảo và không có cháy dấu án trong đêm nay. Rồi nhắc lại thứ tự. Chung đâu? Xin chào Nhà Trang. Định Nhà Trang ơi, Nhà Trang gồm có Đức Phúc của Nhà Trang, quyền là 46, 23 tháng 10, rất tốt tuổi vui. Thank you.
xin. Got the sticker. I think it's in the green bag on the side. Is it? Lấy đồ nhưng mà bỏ quên cái phiếu. Lấy đồ. Lấy đồ nhỉ? Bỏ quên cái phiếu. Đẹp. Cảm ơn nhé. Sorry.
We'll get them some. Theo con tàu đi, ai ở trắng lì, dù thêm lời hát, vô về khát khao. Nhà trắng bình yên, màn đêm xuống dần, lưu lên đèn sáng, lấp lánh nơi xa, xuống sau lòng ta, qua trên sóng biển, mơn man bờ khát, vô về nước chân. Rồi luôn ạ. Sắc lâu quê hương chuẩn bị ạ. Rồi mọi người ra xem các phim khẩu nha. Rồi di chuyển ra. Không xa đốt Trường Sa ơi. Không. Không. Sắc lâu quê hương. Rồi mọi người ra. Rồi đi ạ. Anh biết đây để cho em cái nhạc của tạp ca luôn nhé. Anh có chưa? Nhịp số 10 á. Rồi em chuyển qua nhá, anh chuyển qua cho kỹ thuật giúp em. À đêm cố gắng, tối nay chúng ta chạy cho sạch, những ngày mai chúng ta báo cáo được tất cả. À, đề nghị tiết mục sắc màu quê hương ra ngoài sân khấu đi ạ. Anh ơi, ổn chưa con? Xuống hết đèn giùm em cái, tôi thui hết giùm em cái. Xuống lấy giùm luôn à. Chưa có like nhạc hả Nam? À, anh Liệt ơi hỗ trợ giúp giùm. Sắc màu xong đến kỳ hạnh đêm mà có đề xây trong địa đàn là bỏ qua sau đó xong xe và lắng trường xa. Đúng rồi, có lẽ bắt bài có lẽ bên nhau rồi xong.
Nam đây ok thì bảo cho Nam. Đèn chảy mà âm thanh chưa chảy. Kéo lại từ đâu như thế?
luôn nha. Đến thành phố đây sao? Rồi đến thành phố đây sao nha. Rồi cho xin âm nhạc bắt đầu. Bài nữa sẽ đến bài Gần Lặng Hương Xa. Rồi cho em xin nhạc Gần Lặng Hương Xa. Không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi, là tiếng lòng của người phố biển gửi đến biển đảo sâu sắc, biển đảo lòng dân chung một khối hương. Đồng đội yêu thương.
phố điên trùng quanh gành trúc san hô trường xa ai đặt tên cho ký ức
là nỗi đau của ngày hôm qua. Ai đặt tên chúng ta là người lạ? Có phải đêm qua thức trắng để góc con tim làm hai lần? Ngăn phải ôm nỗi đau, còn ngàn trái chưa hạt nhiễm màu. Tìm sáng ban đêm làm quà cô dâu, giờ mai kia xung vai hoa úa nhau. Anh đợi em, anh tròn ngăn nỗi đau. Ngày hôm nay em đi trong mưa, đêm lại quên không quá khứ. Để cho mưa lăn la hỏi thăm, lén mau chồm đi hướng trong năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim lặng cánh khóc hoan tiếng nhau. Ai đồng ai đến hết bao dồn sâu. Hỏi mùa thu đang ru miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Liệu có biết nơi nào không, có đà nào trong như lá siêu bồng. Hơi siêu bóng mai hơi diêu bóng, tình mình chưa hé tôi phải tìm sống. Vì mai người ta đã đi lấy chồng. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tình không quá thừa. Để cho mưa lăn la hỏi thăm, đến bao chồng đi hướng trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bay chim lặng cánh khóc hoan tìm nhau. Ai đồng ai đến hết bao giọt sầu. Hỏi mùa thu đang ru miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Liệu có biết nơi nào không, có là nào trong như lá siêu bồng. Ôi diêu bóng ơi diêu bóng, mình chưa hé, tôi phải đi sống. Vì mai người ta đã đi lấy chồng. Em đã đặt tên cho tình yêu mình và cứ sống với tình và không phải mất quên những tất cả ký ức của một người mà hiện tại tâm trí vẫn còn trong trong điếu dài quên mất đi hiện tại tương lai ngày mai mình cứ thật lòng. Tôi yêu tổ quốc tôi.
Ok, nhà đạo chuẩn bị chém nhạc, tôi yêu tổ quốc tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dập dìu hai âu lượn bay theo gió căng bụng ra khơi. Cứ chỉ một lần đến nơi phố biển, còn tôi dường như đã yêu nơi này. Dù chỉ một lần khiến tôi ngẩn ngơ, nhà trang đẹp tựa trong mơ.
cảm ơn sao Việt. Để đảm bảo cho thời gian cho chiến sĩ về đơn vị, cho nên chúng ta sẽ chạy cái bài kết. Các bạn không cần phải thay trang phục nha. Chị Đào Khánh Hòa đã thay rồi thì ổn rồi. Còn tiết mục nào lỡ thay tiết mục thứ tự thì không cần phải thay trang phục. Rồi các bạn chuẩn bị về vị trí, chúng ta chạy bài kết để cho đảm bảo thời gian cho chiến sĩ về đơn vị. Sau đó chúng ta sẽ quay lại cái tuổi trẻ mãi mãi lại. Anh cho mình cho em xin nhạc bài Khánh Hòa Tây Phủ Tương Lai ạ. Nha Trang Khánh Hòa đang vươn mình đi lên, viết tiếp bản hùng ca trong thời kỳ đổi mới, quyết tâm thực hiện thành công nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu đến năm 2030, Khánh Hòa là thành phố trực thuộc trung ương, trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế biển, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế. Nếu sông không thể hát chắc sông cùng sẽ hát với chúng tôi, hát về thành phố tương lai. Nếu sông có thể hát chắc sông cùng sẽ hát, hát với chúng tôi, hóa dâng lên rồi, hóa dâng lên hai bước rồi. Vân phong sạch lòng lấy tươi nguyên trong màu nắng, hát với Nha Trang đón chào du khách muôn nơi. Những chuyến bay bình yên ngân câu ca hạnh phúc, miền anh mơ và trong lòng biết mình thương quê mình Khánh Hòa. Những con tàu xa đâu thắp lên niềm khát vọng, mở lao ra lắm gió hơi xa. Chào quê hương, biết mình thương quê mẹ Khánh Hòa. Oh,
cáo thì giữ nguyên cái hiện trường này. Hoa dơ lên cao giùm anh cái. Rồi mọi người đều vẫy tay giùm cho anh cái ạ. Vẫy tay cao lên. Rồi giữ nguyên đi ạ. Chúng ta giữ nguyên ha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, khối lực lượng Đạo Khánh Hòa, Học viện Hải quân, các bạn được nghỉ. Và hẹn gặp lại các bạn vào chiều mai lúc 15 giờ tại đây. À, chúc các bạn có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin cảm ơn. À, và sau đây là tiếp theo là chúng ta sẽ chạy tiếp của chương trình. Tuổi trẻ là mãi mãi. Vâng, tôi sẽ cho các bạn chương trình hơn gì ạ. À, anh Thọ ơi, nghệ sĩ ca sĩ được nghỉ nha anh Thọ. À, chỉ có tam ca ở lại hết giúp anh thôi. Cảm ơn mấy em. Nhắc lại tam ca, hát tam ca nha.